Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tại sao cùng ngày tháng năm sinh mà mỗi người lại có số phận khác nhau? Kính thưa quý vị và các bạn, trong xã hội của chúng ta, mỗi người sinh ra đều có một số phận khác nhau. Tại sao có những người sinh ra đã vốn rất xinh đẹp? Tại sao lại có những người sinh ra lại giàu có khá giả? Có người sinh ra trong gia đình làm quan, có người lại sinh ra trong gia đình nông dân. Xã hội có người số sướng, có người số khổ, có người sang, người hèn. Tại sao chúng ta lại có một số phận rất khác nhau? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Thậm chí ngay cả với những người có cùng ngày tháng năm sinh giống y hệt nhau, thế nhưng số phận của họ lại hoàn toàn khác nhau. Số mệnh, số phận là gì? Điều gì quyết định đến số mệnh, số phận của mỗi con người? Để giải đáp cho câu hỏi này, ngày nay xin kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi đón xem trong video dưới đây để có câu trả lời chính xác nhất. Số phận là gì? Người ta thường nói, sống chết có số, phú quý do trời. Mọi sự may mắn hay tai họa, sống hay chết đều đã được định sẵn, đều do số phận và ông trời an bài. Chúng ta có tin vào hai chữ số phận, số mệnh hay không? Cuộc đời, số phận của một con người từ khi sinh ra, liệu đã phải là được định đoạt sẵn rồi hay không? Vậy thì rốt cuộc, số phận con người là gì? Giải thích theo từ điển tiếng Việt xuất bản năm 1997 của nhà xuất bản Khoa học Xã hội, thì số phận được định nghĩa là sự định đoạt cuộc đời của một con người được hưởng hạnh phúc hay chịu đau khổ, sống lâu hay chết sớm do một sự thiêng liêng nào đó. Số phận còn có cách gọi khác là số mệnh hay vận mệnh. Trong tiếng Trung, vận mệnh, số phận có nghĩa là sự thay đổi, chuyển đổi của số mệnh. Theo như quan điểm của đạo giáo, căn nguyên của tai họa chính là ở ác niệm của bản thân, còn nguồn gốc hạnh phúc nằm ở việc chúng ta tu đức hành thiện. Quan điểm của huyễn học, dịch học thì số phận chính là hành vi, lời nói, tính cách, cảm xúc, những thứ phải trải qua trong cuộc đời như bệnh tật, cái chết, hôn nhân, con cái, sự nghiệp, tài sản, học lực, nhân tướng, cao, thấp, béo, gầy. Tóm lại, số phận chính là tất cả mọi thứ của một con người. Con người chúng ta kể từ khi hít thở luồng không khí đầu tiên sau khi sinh ra, thì sức mạnh của không gian ngũ hành khi đó đã được định sẵn số phận của một người. Sau đó thì mỗi giai đoạn trong đời đều là sự biểu hiện cụ thể của số phận khi mà sức mạnh không gian đó thay đổi. Số phận không thể thay đổi hoàn toàn được, thế nhưng chúng ta cũng có thể phòng tránh được những điểm xấu, cũng như dự báo được thời tiết, nói là trời sẽ mưa, ra ngoài chúng ta nên mang theo ô. Phú quý, sang hèn của con người đều do số phận quyết định và không có số phận nào là thập toàn, thập mỹ, nó đều tồn tại những khiếm khuyết. Có người hiện tại rất giàu có, thế nhưng có thể nói thanh xuân của ông ta đã không còn nữa, hoặc nửa đời sau của anh ta sẽ không được may mắn, chỉ là vẫn chưa tới lúc mà thôi. Hoặc giả dụ như anh ta không có con cái, hoặc đã từng phải chịu nhiều sự dày vò, đau khổ, hoặc là hôn nhân của anh ta không được thuận lợi, anh ta không cảm nhận được sự hạnh phúc, ấm áp của một gia đình. Theo như quan điểm của âm dương học, thì hoàn cảnh gia đình khi con người sinh ra là cơ sở của số phận, cũng giống như một con đường, có con đường dài và con đường ngắn. Chúng ta có thể dựa vào chính mình để xây dựng một cái sân bay hoặc là đường ray tàu hỏa. Cho nên không phải những người xuất thân trong một gia đình không tốt thì vận mệnh cũng sẽ không tốt. Mỗi người chúng ta đều bình đẳng. Khi bạn muốn thực hiện một mục tiêu của mình, thế nhưng nếu như không thể thực hiện thì đó cũng không phải là do số mệnh của bạn không tốt hay là do thần Phật không giúp đỡ bạn. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể đoán được vận khí tốt hay là xấu? Ví dụ muốn đạt được mục tiêu nào đó, chúng ta buộc phải tự nỗ lực trước. Nếu như sau khi chúng ta đã nỗ lực hết sức, thế nhưng vẫn thất bại, thì điều đó chứng tỏ vận khí của bạn sẽ không được tốt. Chúng ta muốn đạt được mục tiêu nào đó, điều quan trọng nhất là đừng từ bỏ mục tiêu.
quá trình ra sao không quan trọng. Giống như hai người cùng xuất phát tại một điểm và có cùng một đích đến. Một người thì đi đường núi, còn người kia thì đi đường bộ. Chỉ cần mục tiêu không thay đổi thì đến cuối cùng cả hai người đều có thể chạm tới được cùng một mục tiêu. Tóm lại, số phận không ai là hoàn mỹ, tất cả đều có khiếm khuyết. Đây chính là lẽ đương nhiên. Vì vậy chúng ta không cần phải đi ngưỡng mộ người khác, mà có khi chính họ cũng đang ngưỡng mộ chúng ta. Đây chính là số phận. Các phương pháp nổi tiếng trong việc dự đoán số mệnh của con người đó chính là xem bát tự, xem tử vi và rất nhiều phương pháp khác. Vậy thì những nhân tố nào có thể ảnh hưởng tới số phận của con người? Chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi tiếp tục đi tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng tới số phận, số mệnh của một con người. Yếu tố thứ nhất, yếu tố về phong thủy. Phong thủy có thể ảnh hưởng tới mức độ giàu sang hay nghèo hèn của một con người. Nếu như trong mệnh có tài thì phong thủy có thể khiến cho tài của họ nhiều lên, ví dụ như từ vài chục triệu biến thành vài trăm triệu hoặc là nhiều hơn thế nữa. Những thứ này đều có một hiện tượng tương đồng, đồng bộ. Một người xui xẻo, từ bát tự, từ phong thủy, từ cái tên của anh ta đều có thể nhìn ra được sự xui xẻo. Không có chuyện một người xui xẻo mà phong thủy của anh ta lại tốt cả. Yếu tố thứ hai là yếu tố môi trường và xã hội. Môi trường, xã hội ở đây là chỉ cùng một thời đại ở các nước khác nhau, các khu vực khác nhau. Ví dụ, với một người có bát tự, có số làm quan, ở Trung Quốc thì có thể làm quan trong lĩnh vực hành chính, còn ở các nước tư bản, chủ nghĩa khác thì có thể làm một giám đốc doanh nghiệp nào đó. Trong bát tự có tài vận, nếu như sống ở trong thành phố lớn thì có thể tài vận đó sẽ lớn hơn so với những người sống ở vùng nông thôn. Yếu tố thứ ba, yếu tố về thời đại. Cùng một người, thế nhưng khi sinh ra, người đó lại thời cổ đại mấy nghìn năm về trước. Và khi sinh ra tại thời đại ngày nay thì hai người đó sẽ có một vận mệnh khác nhau. Dù chỉ cách nhau có vài chục năm thì cũng có sự khác biệt rất lớn. Vậy nên cùng với một người có cùng bát tự với nhau nhưng không có cùng thời đại thì số phận cũng sẽ khác biệt với nhau. Yếu tố thứ tư, yếu tố về bát tự. Bát tự ở đây chính là ngày, tháng, năm sinh, giờ sinh mà hợp thành bát tự. Chúng ta từ bát tự của một người thì có thể dự đoán được những việc xảy ra trong cuộc đời của người đó. Ngày, tháng, năm, giờ sinh sẽ phản ánh cách vận hành vận mệnh cơ bản của một đời người. Yếu tố thứ năm, yếu tố về tên họ. Cái tên cũng ảnh hưởng tới tính cách, sức khỏe, hôn nhân, tài vận, sự nghiệp của một con người. Mệnh là do tạo hóa tạo nên, tuy có những thiếu sót không thể thay đổi, thế nhưng cái tên nó thể hiện ra sự lành dữ của mệnh. Nếu như mệnh không tốt thì có thể cải thiện thông qua việc đặt tên. Yếu tố thứ 6, yếu tố hành thiện và tích đức. Một người hành thiện tích đức và một người luôn làm điều ác, cả hai người này đều gặp tai họa. Thế nhưng những người hành thiện sẽ gặp bệnh nhẹ, còn người làm ác sẽ gặp phải bệnh nặng. Làm việc thiện dù không thể hóa giải mọi tai ương, thế nhưng ít nhất cũng có thể giảm nhẹ tai ương, tăng thêm phần phúc khí. Vậy thì tại sao những người có cùng ngày tháng năm sinh giống nhau, họ lại có số phận rất khác nhau? Theo các chuyên gia phong thủy thì con người có số phận khác nhau còn chịu các tác động của các yếu tố sau đây. Yếu tố thứ 7, sinh ra trong dòng họ khác nhau. Do mỗi người chúng ta đều được sinh ra ở trong một dòng họ khác nhau, thế nên yếu tố về dòng họ cũng góp phần làm thay đổi số mệnh của mỗi con người. Do phước phần của dòng họ cùng với sự thịnh hưng của mộ phần khác nhau, thế nên con cháu trong dòng họ cũng sẽ nhận được phúc hay là gánh họa. Ngoài ra còn do hoàn cảnh, do điều kiện kinh tế gia đình dòng họ khác nhau nên con người cũng khác nhau về số mệnh, dẫn tới việc xuất phát điểm của cuộc đời cao thấp khác nhau, khiến cho số phận thăng trầm và biên độ cũng sẽ khác nhau. Yếu tố thứ 8, cha mẹ khác nhau. Mặc dù sinh ra cùng một thời điểm có rất nhiều đứa trẻ giống hệt nhau về năm tháng ngày giờ sinh, tuy nhiên điểm khác nhau giữa những đứa trẻ đó đó chính là bố mẹ của chúng khác nhau.
bố mẹ khác nhau dẫn đến gen di chuyển khác nhau. Độ ảnh hưởng của tuổi bố mẹ, tuổi mẹ, tuổi anh chị em tác động vào đứa trẻ đó cũng rất khác nhau. Thế nên có sự khác nhau giữa những đứa trẻ sinh cùng ngày tháng năm sinh. Lấy một ví dụ đơn giản, vào một thời điểm thì có hai đứa trẻ được sinh ra. Một đứa trẻ ở miền núi, cha mẹ người dân tộc, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Còn một đứa trẻ khác được sinh ra ở vùng đô thị lớn, kinh tế khá giả, cha mẹ làm giám đốc. Thì mặc nhiên, cho dù hai đứa trẻ sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và cùng giờ, thì số phận của chúng cũng sẽ khác nhau. Đứa trẻ sinh ra ở thành phố sẽ được hưởng đầy đủ vật chất, tiếp cận rất nhiều nguồn tri thức và tất nhiên nó sẽ phát triển hơn. Còn đứa trẻ sinh ở vùng núi cao, do nghèo đói, do không có cơm ăn áo mặc thì tư duy, nhận thức của nó sẽ kém hơn, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn đến suy nghĩ kiếm miếng cơm manh áo mà thôi. Đó là sự khác nhau của hai đứa trẻ có cùng ngày tháng năm sinh giống hệt nhau. Yếu tố thứ 9, người hôn phối khác nhau. Thêm một yếu tố làm cho số phận của mỗi người khác nhau, đó chính là người hôn phối khác nhau. Chính vì vậy mà người ta rất coi trọng việc xem tuổi kết hôn là vì thế. Có những người phụ nữ bản mệnh là vượng phú ích tử, tức là phù cho chồng và tốt cho con, thì người chồng sẽ có một hậu phương rất tốt để có thể phát triển được sự nghiệp. Thế nhưng cũng có những người phụ nữ có số mệnh sát phu, sát tử, khắc chồng, khắc con, thì dù lấy ai, người phụ nữ đó cũng đều bị hãm hại hoặc là xảy ra việc nặng nề. Ngược lại, có những người đàn ông mệnh lại rất phù cho người vợ, thì người vợ rất thành đạt và thăng tiến. Tuy nhiên theo quan điểm chung thì người chồng vẫn là trụ cột cho gia đình, do đó nhiều khi người chồng sẽ bị cảm thấy lép vế. Thế nhưng nhìn chung như vậy vẫn còn rất tốt. Có những người chồng cũng khắc vợ, khắc con thì gia đình lục đục khó khăn hoặc nặng nề là ly tán. Cũng có trường hợp khắc vợ chỉ về mặt kinh tế chứ không về sức khỏe và tính mạng. Như vậy thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến gia đình. Còn có những người bản mệnh mà khắc chết con cái hoặc tuyệt đường con cái thì lại rất không hay. Có thêm một yếu tố làm cho ảnh hưởng đến số phận của mỗi người khác nhau, đó chính là phúc phần, điều kiện gia đình của người hôn phối khác nhau. Khi lập gia đình thì cuộc sống của người đó thay đổi ngay tức khắc. Ví dụ như gia đình nhà hôn phối có điều kiện thì sau khi kết hôn, người còn lại sẽ có sự thay đổi, thậm chí là bước sang trang khác. Không ít trường hợp sau khi kết hôn sẽ được gia đình nhà chồng, gia đình nhà vợ cho nhà để ở, cho xe để đi. Thậm chí bố mẹ chồng hoặc là bố mẹ vợ còn xin việc hay là bổ nhiệm chức vụ. Những trường hợp này đương nhiên khi lập gia đình xong cuộc đời có nhiều sự thay đổi lớn. Thậm chí những trường hợp trái ngược là khi ly hôn lại đổi đời, bởi vì ly hôn xong thì cũng được phân chia một lượng tài sản rất lớn. Như vậy chúng ta thấy người hôn phối khác nhau cũng ảnh hưởng rất lớn tới một con người. Do đó, chắc chắn hai người có cùng ngày tháng năm giờ sinh giống nhau thì cuộc đời cũng sẽ khác nhau do khác người hôn phối. Việc năm kết hôn khác nhau thì cuộc đời cũng sẽ có phần khác nhau. Kể cả hai vợ chồng cùng tuổi mà thời điểm kết hôn cũng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình khác nhau. Trong thực tiễn cuộc sống, chúng ta có thể thấy cùng một loại sản phẩm ra đời cùng nhau, thế nhưng thời điểm bán hàng khác nhau thì hiệu quả cũng sẽ khác nhau. Yếu tố thứ 10, số lượng và tuổi tác con cái. Việc số lượng và tuổi tác con cái khác nhau thì cũng có mức ảnh hưởng khác nhau tới bố mẹ. Bởi vì những người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, khi sinh con ra không thể nào cùng giống ngày tháng năm sinh giờ sinh được. Hơn nữa, số lượng con cái khác nhau thì cũng có sự khác nhau. Xét theo lá số tứ trụ thì ngũ hành năm sinh chỉ là một phần của ngũ hành bản mệnh, bởi vì còn có ngũ hành của tháng, của ngày, của giờ. Từ đó những người sinh cùng một năm sẽ có ngũ hành bản mệnh khác nhau, màu sắc dùng cũng khác nhau. Cho nên sự tương tác của những người có cùng năm tháng ngày giờ sinh với các con của họ cũng sẽ khác nhau. Yếu tố số 11, sinh ra ở vùng miền khác nhau thì cuộc đời cũng thịnh suy khác nhau. Những người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng giờ, cùng năm, xét theo lá số tử vi có ngũ hành bản mệnh lại giống nhau,
nhưng sinh ra ở các vùng lãnh thổ khác nhau thì đương nhiên số phận cũng sẽ khác nhau. Chúng ta có một giả định, hai người có cùng ngũ hành bản mệnh, cân được hỏa sinh cho. Một người sinh ở miền Bắc thì đương nhiên là không được vượng như người sinh ở miền Nam. Bởi vì phương Bắc có ngũ hành thuộc thủy, còn phương Nam ngũ hành thuộc hỏa. Thực tiễn cho chúng ta thấy, cùng một loại hạt giống thế nhưng gieo trồng ở miền Bắc thì có kết quả khác hoàn toàn với gieo trồng ở miền Nam. Như vậy, vùng miền được sinh ra khác nhau thì cuộc đời cũng sẽ khác nhau. Hay thậm chí, sinh ra ở vùng có văn hóa, môi trường xã hội khác nhau nên giáo dục khác nhau thì số phận đương nhiên càng phải khác nhau. Vậy thì còn những trường hợp sinh đôi thì sao? Trên đây chúng ta đã phân tích về sự giống nhau, khác nhau giữa cuộc đời của hai người có cùng ngày tháng năm giờ sinh giống nhau. Vậy thì những trường hợp sinh đôi thì có khác quá nhiều so với những người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng giờ, cùng năm trong các gia đình khác nhau hay không? Hãy tiếp tục cùng kênh Tử Vi lý giải theo quan điểm của Phật giáo. Lý giải số mệnh theo quan điểm Phật giáo. Số mệnh là nghiệp báo. Theo quan điểm của Phật giáo thì nghiệp sẽ tạo ra số phận. Nếu số phận đã được an bài sẵn cho cuộc đời của mỗi con người và không thể thay đổi, vậy thì chúng ta không thể nào tu hành, cải thiện cuộc sống của chúng ta, thăng hoa đến đỉnh cao, là các bậc toàn giác như Đức Phật. Vậy nên khi chúng ta có sự thay đổi trong suy nghĩ, lời nói, hành động của mình hàng ngày là chúng ta đang thay đổi nghiệp của chính mình và cũng là đang thay đổi số phận của bản thân. Con người chúng ta sống trên đời, mọi việc mình làm đều tích lại nghiệp. Việc thiện thì tích nghiệp tốt, việc xấu thì tích nghiệp ác. Nghiệp này luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Sau khi chết đi đầu thai, thực chất không phải là một cuộc đời hoàn toàn mới, mà ta vẫn đang kế thừa nghiệp của kiếp trước. Nghiệp tạo nên mệnh, và không ngẫu nhiên mà một người sinh vào ngày ấy, giờ ấy, còn người khác lại sinh vào ngày khác, giờ khác. Tất cả đều có biến cố ngẫu nhiên xảy đến một cách tất nhiên. Phúc bao nhiêu, họa bao nhiêu đều được ghi dấu ấn chính xác bằng nghiệp. Và khi đổ thai, kiếp nghiệp mới sẽ tạo nên số mệnh, tạo nên lá số tử vi. Những người phúc lớn thì mệnh lớn, nghiệp lành thì vận sướng, sinh ra đã được tốt đẹp hoặc là lá số hiển hiện rõ cát tường. Ngược lại, những người phúc mỏng thì lá số cũng theo đó và biến đổi. Người có cùng bát tự rất có thể là phúc khí tương tự, có những điểm chung trong nghiệp từ rất nhiều kiếp trước. Tại sao cùng bát tự mà số mệnh lại khác nhau? Như chúng ta đã biết, thời điểm sinh ra chỉ là khởi đầu của một cuộc đời ở trên dương thế. Ở vạch xuất phát của những người có nghiệp khác nhau thì mệnh của họ sẽ khác nhau. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là mãi mãi về sau một người có thể hưởng được trọn phúc đó. Trong quá trình sinh sống, con người ta lại tiếp tục làm nhiều điều thiện và điều ác, tiếp tục tích lũy nghiệp, nghiệp lành hay là nghiệp dữ. Và chính quá trình đó có ảnh hưởng to lớn tới cuộc sống, cuộc đời, tạo ra sự khác biệt giữa những người có cùng bát tự hay thậm chí là sinh đôi. Xuất phát như nhau, thế nhưng một người có vận số tốt mà sống không tốt, chuyên làm việc xấu xa đồi bại, sát sinh, gây khẩu nghiệp, không việc ác nào không làm thì phúc báo dần dần tiêu tán. Chúng ta hãy tưởng tượng số phúc bạn tích lũy được từ nhiều kiếp trước mà chỉ có hạn trong cuộc đời này, mà chúng ta cứ thế mà tiêu dần, tiêu mòn, chẳng tích thêm được chút phúc nào thì cuối cùng nó cũng sẽ cạn kiệt. Phúc đức không phải là bất biến, không vĩnh viễn, thực chất nó là vốn liếng mà chúng ta phải tự mình gom góp, nó rất công bằng. Ví dụ như có người sinh ra sống trong nhung lụa là vì phúc của anh ta rất lớn. Thế nhưng ngày ngày ăn chơi sa đọa, lười biếng, ỷ thế bắt nạt người thì sẽ tiêu hết phúc báo. Tới một ngày sẽ bị phá sản, lâm nguy, trở thành kẻ khố rách áo ôm. Hay có người thực hiện 5 chữ vàng của thiền sư thì có thể thay đổi số phận của cả một con người. Những người xuất phát tốt, phúc tốt lại biết cách tu tâm dưỡng tính, hành thiện giúp đời, làm ăn lại chăm chỉ, phát quang thiện hạnh thì phúc ấy lại càng dày thêm. Cuộc đời không chỉ sung túc ấm no, yên vui, mạnh khỏe, mà trong kiếp này còn kéo dài theo nhiều kiếp sau.
Nếu như vốn vì nghiệp báo quá nhiều, phúc phận ít ỏi mà số phận không tốt, bát tự yếu kém mà lại sống chỉn chu, biết học Phật tu hành, biết hướng tới chân tâm, thì cuộc đời cũng sẽ thay đổi, trở thành vận cát tường, phúc đến không cần cầu, tốt lành không cần mong, hưởng thụ thành quả do chính mình tạo ra. Rất nhiều người tham trời trách đất rằng tại sao kẻ ác không bị trừng phạt, người tốt không được đền đáp, đời lại không có nhân quả. Hoàn toàn là không phải như vậy. Nhân quả chẳng qua chưa đến mà thôi. Kiếp này tiêu hết phúc báo thì kiếp sau trả nợ. Con người không một ai có thể thoát khỏi vòng xoay luân hồi và sự khảo nghiệm của tự nhiên. Bát tự, lá số tử vi, tứ trụ chỉ là bước xuất phát tạm thời của cuộc đời. Tốt xấu, phúc họa đâu có thể thể hiện hết lên được. Theo như giáo lý nhà Phật thì hướng tâm mình tới thanh tịnh, hướng thân tới tu hành thì suốt đời tu dưỡng để phúc đức. Đó chính là sức mạnh, mạnh hơn bất cứ lá số tử vi nào. Các bạn đã được lắng nghe video tại sao cùng ngày tháng năm sinh mà mỗi người lại có số phận khác nhau của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.